Diễm cũng xin phép có một lời nhắn gửi đến đồng đội và ban nhóm của Diễm, cũng như là trong team MDRT trên toàn quốc. Mình cố gắng làm sao để mình đạt thành viên MDRT tại AA, và cũng như mục tiêu là tất cả chị em mình, anh em mình cũng sẽ trở thành MDRT trọn đời tại AA Việt Nam.